Chào ngày mới, chúc bạn ngày mới tuyệt vời. Bây giờ là 0 giờ 33 phút giờ Hà Nội. Chúc toàn thể anh chị em nhìn thấy livestream này một ngày mới tràn đầy năng lượng. Nếu bạn nhìn thấy tôi, hãy comment chào, chúng ta cùng giao lưu. Hãy chào tôi. Ok. Ồ, hay quá. Nó chủ đề của Quốc là chủ đề Bitcoin ở đỉnh 10 được 10.000 đô à. Ok, mọi người cứ comment đi. Chúng ta cùng chủ đề đấy cũng hay đấy nhỉ. 10.000 đô có nghĩa là tăng hơn so với bây giờ là bây giờ nó đang ở giá loanh quanh ở giá là khoảng từ nhá. Để đẩy cái màn hình ra cho nhìn dễ. Đẩy cái màn hình này ra dịch tí nhìn nó dễ. Được rồi. Chủ đề 10 Bitcoin 10.000 đô, 10.000 đô. Hôm nay hiện tại bây giờ nó đang có giá là 7.721 đô một Bitcoin. Một mức giá rất tuyệt vời. Đúng rồi, lúc tối nó lên 1.800 rồi, 7.800 rồi, nhưng bây giờ nó điều chỉnh giảm xíu. Lúc tối thì nó lên gần gần 7.900, 7.800, còn giá hiện thời bây giờ nó đang là 7.737, 7.737. Cái điều tuyệt vời là CFD, Bitcoin được giao dịch CFD, được giao dịch dưới dạng phái sinh. Cái điều đấy điều mới điều hay. Mà tôi đang chờ cái hướng dẫn cụ thể ở phía bên châu Âu. Sau đó tôi sẽ làm cái hướng dẫn lại cho anh em. Để anh em có thể theo dõi qua 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 video ở trên YouTube. Anh em nào mà chưa subscribe kênh YouTube của tôi thì có thể tìm ở cái dưới cái bài post này, một hai bài post ở phía dưới. Tìm cái đường link của kênh YouTube, các bạn subscribe vào. Tôi sẽ làm một series các video liên quan đến chủ đề đấy. Bởi vì có một số người nói comment với tôi rằng là giao dịch hiện nay nó đang phức tạp quá, đúng là rất phức tạp. Bạn phải chuyển hoán đổi rất là nhiều bước, rất là phức tạp lằng nhằng nhằng. Và thế giới bây giờ nó có những cái thứ nó đơn giản hơn thế rất là nhiều rồi. Và việc chúng ta là tìm đến chỗ đơn giản chúng ta làm cho nó cuộc đời nó thanh thản. Anh sẽ hướng dẫn cụ thể ở trong video Quốc nhé. Đòn bẩy tài chính chắc là không cao đâu, đòn bẩy tài chính chắc là nhỏ thôi, đòn bẩy tài chính chắc chắn là sẽ nhỏ, nó không cao. Ôi chào Lê Tiệp, Lê Tiệp thấy hay không, xích hay không Tiệp ơi, Tiệp Tiệp rồi xích hay không hả, xích vô cùng hay đúng không nhỉ. Hôm anh ngồi nói chuyện với em thì nó đâu đó khoảng loanh quanh 100 mà hôm nay nó xấp xỉ 300, một câu chuyện vô cùng thú vị. Thế vậy là mới lật lại vấn đề ấy, là việc gì mà phải landing, việc gì phải phải đá mấy cái ICO đều hả, tại sao không lên hẳn những cái sàn lớn mà tìm mà mua, việc gì phải landing, phải giao tiền của mình cho thằng khác chơi, việc gì phải đá ở sân mà thằng khác tạo ra, đến một lúc nó cho mình chết lúc nào không biết, cho mình sống lúc nào không hay hả, đúng không nhỉ. Anh em làm ơn hãy tag, hãy share cái video này lên nhiều, lên tường của mình, hoặc là tag ai đó quan tâm những cái chủ đề liên quan đến đầu tư tài chính vào đây để chúng ta cùng trao đổi đêm khuya. Rồi, chào Trần Dung, chào Trần Dung, rồi, chào tất cả anh chị em, quý anh chị em giờ này còn chưa ngủ chứng tỏ là cùng tần số với nhau. Anh chị em có thể là chia sẻ, share cái livestream này, hoặc là tag những người đang đang và đã và sẽ quan tâm đến đầu tư tài chính vào đây để chúng ta cùng nói chuyện. Hay không, hay quá, lúc nào chả hay, chủ đề tiền bạc cũng nào cũng hay mà. Thị trường quá tuyệt vời luôn. Có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Người thì bảo là kiếm được tiền, người thì bảo không kiếm được tiền, người thì bảo tốt, người thì bảo là không tốt, người thì bảo nọ, người thì bảo vâng chào cả nhà. Cái vấn đề là góc nhìn của mình, cái vấn đề là tốt hay không tốt thì nó phụ thuộc vào cái tầm hiểu biết của mình mà thôi, phụ thuộc vào tầm hiểu biết của mình mà thôi. Anh chị em hãy cứ like, cứ share, cứ chia sẻ
cái livestream này đi để cho nhiều người biết, để có thể biết đâu đó cứu vớt được những mảnh đời nào đó ở ngoài kia. Ok, có rất nhiều người sau khi trước khi gặp tôi thì có những cái quan điểm rất là buồn cười, nhưng mà sau khi gặp tôi thì họ thay đổi hoàn toàn về cách nhìn nhận một vấn đề. Cách nhìn nhận một vấn đề. Ok, chào Thái Thuận. Thuận đấy, lưu ý là cái vòng của em là cái vòng tour thứ hai là ngày 23 tháng 10, và em chỉ còn có 11 12 phiên nữa thôi để hoàn thành cái mục tiêu của em thôi. Lưu ý điều đấy nha, ghi vào sổ nhá. ICO qua đêm bán cái gì? ICO qua đêm cái gì đấy? Ai vừa comment cái gì nó trôi nhanh quá nhỉ? Từ từ, các bạn từ từ vậy tí, các bạn ở chỗ này comment có cái gì hay hay, có cái gì đó hay hay nó cuốn mất rồi. Ghi vào sổ Thái Thuận nhé, Thái Duy Thuận, ghi vào sổ phân bổ nguồn lực ra 12 phiên tới thì em phải làm những việc gì để hoàn thành bản mục tiêu. Khi nó đã chúng ta đã lên ngựa rồi, chúng ta chỉ có mỗi một cửa là phi thẳng về phía trước thôi, chứ không có cửa lùi lại đâu, ngựa nó không cao có số lùi. Nên đã lên ngựa rồi chúng ta phải phi thẳng về phía trước. Chào Phạm Quang Khánh, ICO qua đêm sáng bán chợ đen nhân 3 luôn anh ơi. ICO qua đêm sáng bán chợ đen. Không hiểu. Em viết rõ ra hơn được không? Thực ra là tình hình là rất tình hình. Nhiều quá trôi qua mất rồi. Tình hình là rất tình hình đấy. Tiệp chắc hôm nay thắng lớn đúng không, cười tươi rói rói như kia chắc thắng to rồi phải không Tiệp? Anh em cứ xe đi, cứ xe đi, cứ xe live stream đi, sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời đấy. Cứ xe đi, cứ xe đi, xe để lưu lại, bởi vì là trên tường của tôi đăng nhiều thứ lằng nhằng linh tinh, nó sẽ trôi bài nhanh. Cho nên anh em cứ xe đi, lưu nó lại để đôi khi biết đâu đó có ai đó ngoài kia cần đến những cái thông tin này. Ở trong đầu tư ấy, thì có một câu nói rất là hay: tiền của mình thì hãy tự tay mình đốt. Nếu anh chị em nào mà chưa ghi nhớ nhớ câu này thì có thể ghi lại: tiền của mình là hãy tự tay mình đốt, đừng để cho thằng khác đốt. Đấy, tiền của mình hãy tự tay mình đốt. Đây là câu đầu tiên chúng ta cần phải nhớ. Cái câu đấy là có ý nghĩa là gì? Cái câu đấy có ý nghĩa là tiền của mình ấy, là phải chơi cho do cuộc chơi mình tạo ra, chứ không thể nào chơi cuộc chơi cho thằng khác tạo ra được. Chơi một cuộc chơi thằng khác tạo ra ấy, là mình không biết mình sống được đến ngày nào, lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Xin chia sẻ như này: hiện giờ là có rất là nhiều cái sân chơi landing nghe thì rất là sang miệng, nhưng bản bản chất nó là một cái cuộc lừa đảo có tầm có quy mô toàn cầu, và nó đánh vào lòng tham, đánh vào lòng tham, đánh vào lòng tham của tất cả những người thiếu thông tin và thiếu hiểu biết. Đó, đánh vào lòng tham rất là mạnh, bởi vì nó đánh vào cái gì? Đánh vào cái tử huyệt về tiền bạc. Cái tử huyệt tiền bạc là cái tử huyệt mà dễ bị đốn đổ nhất trong tất cả các loại tử huyệt. Đầu tư một lượng tiền nhỏ với kỳ vọng lãi suất lớn, và lớn với kỳ vọng không phải làm gì, lãi suất trả một ngày có thể lên đến 1%, 1,5%. Các anh chị thử tính nhá, nếu như một ngày trả lãi 1%, rất tuyệt vời. Hoặc là một ngày 1,5%, nếu như lãi suất một ngày 1% thì các bạn sẽ phải thu hồi vốn là mất 100 ngày. Còn nếu lãi suất một ngày là 1,5% thì sẽ phải thu hồi vốn về 60 ngày. Đó. Và đâu biết rằng là cái dự án đấy nó có tồn tại được qua 100 ngày hay không? Có những dự án thì nó tồn tại qua được 100 ngày, có thể sống được đến 1 năm. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Những giai đoạn đầu, những tháng đầu, nó cho mình lĩnh lãi, cho mình rút gốc, làm cho tạo mình cái niềm tin là an toàn. Nhưng thực ra không phải vậy. Tạo cho mình cái niềm tin an toàn nhưng thực ra không phải vậy. Khi mà mình nhà có là giúp cho nhà đầu tư có cái niềm tin là an toàn trong cái sân chơi đấy rồi, thì bắt đầu nhà đầu tư không chần chừ tung thêm tiền vào,
Một là lấy chính phần lãi đó tái đầu tư, hai là lấy phần tiền mới, lấy phần tiền mới ở ngoài đổ thêm vào tái đầu tư. Và có một câu rất dã man, đó là gì, kỳ quan thứ 9 thứ 10 gì đấy của thế giới ấy, là lãi suất kép. Nếu như bạn nào ấy, mà đã là học viên của tôi rồi ấy, tôi cho các bạn test một cái giải đấu về lãi suất kép thì ông nào đấy học máu mồm ra hết. Mẹ đừng nói nó phép, lãi suất kép với lãi suất đơn. Tôi cho học viên của tôi đá cái giải lãi suất kép để chứng minh cho các anh chị ấy, trải nghiệm là lãi suất kép như nào. Cái đấy là bắt đầu là cái tử huyệt để hút tiếp tục cái dòng tiền vào trong cái thị trường, một cái vòng xoáy cơn lốc của money game, hút vào và làm cho nhà đầu tư say trong cái cơn men đó. Ban đầu thì một lượng tiền nhỏ thôi, xong bắt đầu nó trả lãi, lấy chính cái lãi để tái đầu tư lại, xong bắt đầu hút cả cái tiền mới ngoài đưa vào, làm cho mình bắt đầu là có niềm tin tốt hơn rồi, say rồi, tin rồi. Xong đến cái đoạn cuối ấy, cái đoạn mà ra quyết định lớn ấy, bắt đầu cho nhiều tiền vào. Ban đầu giả sử có khoảng 200-300 đô thôi cho vào thì nó giả lãi. Đến lúc thấy ngon rồi, đưa thêm khoảng vài nghìn hoặc là vài chục nghìn hoặc là thậm chí hàng trăm nghìn vào, thì đến lúc đấy câu chuyện bắt đầu nó mới hay diễn ra. Bùm, Big Bang, bùm, phát thế là xong. Thế là tiền của mình không được đốt, một cái việc ngu xuẩn nhất trần gian. Đấy, tiền của mình không được đốt. Đấy. Qua cái việc đấy thì có nhiều người kiếm được tiền, thoát ra khỏi thị trường được. Nhưng hầu hết đến 99%, đến gần như 100% các ông ấy là bị nó biến thành tư duy của một con bạc chính thức, một con bạc chính thức. Sau khi bị Big Bang ở bùng ở giải ngân hà A, ngay lập tức bắt đầu lại chuyển sang giải ngân hà B, lại chiến một cuộc chơi của thằng khác thiết lập với công thức hoàn toàn tương tự. Lúc đấy là gì? Lúc đấy vỗ 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 ngực là mình là nhà đầu tư tư chuyên nghiệp, chuyên cái vào mắt, nghiệp cái gì, nghiệp cái gì mà chuyên, chả hiểu biết cái gì cả. Lúc đấy là con bạc rồi, không phải chuyên với nghiệp gì nữa cả, con bạc. Anh chị ấy ghi xuống là con bạc. Hả? Hả? Ghi xuống, comment xuống là con bạc cho nó nhớ. Chuyên cái gì mà nghiệp. Đấy. Comment xuống là con bạc. Hello, anh em còn nghe rõ không nhỉ? Anh em còn nghe rõ không? Hello, hello, hello. Anh em còn nghe rõ không? Anh em nghe rõ thì comment xuống là con bạc đấy. Hả? Hay quá. Chúc mừng Lê Tiệp nhé. Chúc mừng Lê Tiệp, chúc mừng Lê Tiệp. Đấy, chuẩn con bạc luôn. Ok. Nếu anh em nghe rõ thì comment con bạc. Cái trò chơi này nó diễn ra lâu rồi, chẳng qua là một số anh em lần đầu tiên tiếp xúc với thị trường tài chính thì bị nó mê hoặc bởi đồng tiền mà thôi. Ok, rất nghe rõ. Đấy. Bị mê hoặc bởi đồng tiền mà thôi, chứ còn cái hình thức này nó diễn ra ở rất là nhiều hình thức khác rồi. Và bây giờ nó lại diễn ra ở trong cái thị trường của nghe rất là mỹ miều, đó là tiền thuật toán. Đấy, hay là dân Việt Nam còn gọi là thị trường coin. Các con bạc khát nước, đúng rồi, Lê Tiệp. Bữa cà phê hôm rồi giá trị đúng không Lê Tiệp? Các con bạc khát nước. Đấy, cho nên là gì? Có thể là gì, sống được ở giải ngân hà A. Có thể nhá, ở nếu như may mắn ở giải ngân hà A, bạn rút chân ra khỏi thị trường sớm. Rút chân ra khỏi thị trường sớm ở giải ngân hà A, đứng lên vỗ ngực mình là người chiến thắng. Niềm tin chiến thắng lúc đấy đang rừng rực. Đấy, rừng rực. Sau bắt đầu là cầm tiền đó nhảy sang giải ngân hà B. Thì vì là kiếm được tiền ở giải ngân hà A cùng công thức đấy rồi, thế sang giải ngân hà B thấy ngon rồi. Ngon lành cành đào rồi. Xong bắt đầu lại bơm tiền vào giải ngân hà B. Không những bơm tiền vào giải ngân hà B mà lại còn mời thêm rất nhiều người đồng đội đi cùng dưới một cái tên rất là hay, rất là 4.0, đó là affiliate. Đó. Sau đó là gì? Là giải ngân hà lại diễn ra một câu chuyện tương tự như giải giải ngân hà B, lại diễn ra một câu chuyện tương tự như giải ngân hà B. Và nó sẽ có một tiếng nổ Big Bang tiếp theo, bùng tiếp tục. Và các cái giải mà landing ấy, tôi không nói tất cả, nhưng mà hầu hết
là sinh ra là để kết thúc. Anh chị hãy nhớ cái điều này nhé. Tất cả các cái giải landing sinh ra là để kết thúc. Như năm ngoái, quay trở lại lịch sử một chút, năm ngoái nếu như chị em nào mà tham gia vào năm ngoái ở các cái sân hip hop, các sân cho nhận năm ngoái, thì năm ngoái thì hầu hết tất cả các giải đấy là đều được set up một cách tự động. Set up một cách tự động. Nếu như cái dòng tiền ra mà lớn hơn dòng tiền vào, lập tức là cái server đấy được auto disconnect. Còn năm nay thì nó lên lên cấp độ level 2.0 thì nó mạnh hơn, nó kéo dài tuổi thọ ra được dài hơn. Nhưng về tất cả là landing là một cuộc chơi hồi kết rất sớm. Đấy. Cho nên là một vài người bảo là thôi tham gia giai đoạn đầu xong rồi rút chân ra sớm. Đấy, cũng đúng, cũng có thể đúng. Nhưng cái vấn đề ấy là khi mà đã đá cái giải rồi ấy, làm cho cái đầu này nó biến từ người thường thành một con bạc rất nhanh chóng. Cũng giống như ở cái trò chơi IQ option, trò chơi giao dịch nhị phân, trò chơi giao dịch mà nó chỉ có 60 giây một cuộc chơi ấy, 60 giây kết thúc một cuộc tình ấy. Bao số anh chị đã biết cái trò chơi đấy có thể comment xuống là tôi được không ạ? Biết cái trò chơi đấy hoặc chưa cần tham gia chỉ cần biết thôi. Biết cái trò chơi mà nhìn ở trên Facebook nó quảng cáo liên tục là thị trường lên lên xuống xuống này. Xong đó là buy sell trong vòng 60 giây là kết thúc một cuộc tình ấy. Mọi người có biết cái trò đấy không nhỉ? Cái trò đấy một số người không hiểu và tham gia vào thị trường đó. Cái trò chơi đấy nó là siêu bạc, siêu bạc luôn. Nếu như mà một số người chơi ở sân chơi gọi là sân chơi gọi là cá độ bóng đá ở ngoài 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 dân dã gọi là cá độ bóng đá, thì một ván của cá độ bóng đá thì ít nhất là nó biết là đâu đó khoảng 90 phút, ít nhất là 90 phút mới kết thúc. Nhưng ở trong cái trò chơi IQ option đó, trong cái trò chơi mà nhị phân, trong giao dịch nhị phân đó, Bernasi option đấy, đúng rồi, các bạn biết rồi đấy, thì cái cuộc chơi đấy nó chỉ có 60 giây hoặc là bao nhiêu giây đấy, do chọn những thông thường nó khoảng 60 giây kết thúc một cuộc tình. Thì ban đầu cái trò chơi đấy dã man ở chỗ là 1 đô chơi được, 2 đô, 3 đô, 4 đô, 5 đô chơi được, hết. Đấy, thế vậy là những khi mà những cái tài khoản nhỏ nhỏ kim kim ấy, nó chỉ là mồi nhử thôi. Các bạn tham gia vào giao dịch, tỷ lệ thắng nó có thể cho bạn lớn hơn 60%, 50%, giúp cho nhà đầu tư chiến thắng. Làm cho cái niềm tin trong đầu này, nghĩ là cái trò chơi này kiếm được tiền. Bắt đầu mới bơm tiền vào xem, bơm thử vào từ vài chục đô bơm vào 1.000, 2.000 đô xem. Đảm bảo sau không sống qua được một tuần. Đảm bảo luôn, ông nào mà bơm 1, 2.000 đô và sống được qua được một tuần đến với gặp tôi trả thêm 1.000 đô nữa. Đấy. Dã man nhỉ. Bởi vì tại sao? Mọi người không biết cái back end của nó, cái chân sân sau của nó là gì. Khi mà tài khoản của bạn có chỉ vài đô, vài chục đô thôi ấy, thì nó ở trên một máy chủ, nó là mồi nhử mà, nó để cái tài khoản đấy ở trên máy chủ mà cho tỷ lệ setup trước tỷ lệ thắng cao hơn tỷ lệ thua. Sau khi nhà đầu tư bắt đầu tham gia vào rồi, có niềm tin chiến thắng rồi, bơm thêm tiền vào rồi, ngay lập tức cái tài khoản đấy được move sang một cái máy chủ khác. Ở cái máy chủ đấy là máy chủ thịt. Xoẹt. Xoẹt. Lúc đấy thành con bạc ở khát nước rồi mà. Cho nên là tiền bơm vào thì được move sang máy chủ khác và cái tỷ lệ máy chủ khác đấy là nó sẽ thịt thôi. Quá dã man luôn. Đấy. Mọi người bảo là thị trường đấy nó giao dịch suốt ngày đêm. Nó không phải thị trường anh chị ạ. Nó chỉ là một cái đồ thị lên lên xuống xuống, chạy lên chạy xuống này. Và nó đặt cược. Nếu như đặt cược 60 giây là kết thúc một cuộc tình. Nếu tài khoản nhỏ nhỏ lim kim một vài đồng thì không tính. Tài khoản chỉ cần từ một vài nghìn trở lên thôi. Một vài nghìn trở lên là đai ngay. Bởi vì là khi mà nó đưa sang máy chủ kia thì nó lại còn tối ưu hóa đến từng tài khoản một. Bởi vì ở trong cái thị trường đấy không phải thị trường mà bản chất nó là người chơi, một con bạc chơi với lại nhà gọi là nhà cái. Đấy, cho nên là rất ở trong thị trường này có quá nhiều điều dã man luôn. Người chơi chơi với nhà cái và chơi nhà cái nó đặt tỷ lệ là đi luôn. Cái thị trường đấy nó chạy cả ngày cả đêm, cả thứ bảy cả chủ nhật. Đấy, nó đâu phải là thị trường tài chính. Nó không phải thị trường tài chính, nó là chợ đen, gọi là người chơi với lại cả chủ sàn. Đấy. Cho nên anh chị em hãy lưu ý những cái trò chơi như vậy. Nếu như mà biết ai thì có thể cho họ thêm thông tin để họ hiểu, hoặc tác ai đang chơi vào đây. Đấy.
thà cái bỏ tiền đấy đi mời một vài ông trải nghiệm này, mời người ta đi ăn trưa thì cái tiền bỏ đầu tư đi ăn trưa được học được vài bài học, hoặc là chí ít đi tìm lên Google, lên YouTube tìm các cái video, các cái chia sẻ của ai đó, học xem được bài học gì đó thì hay ho hơn là bỏ tiền vào những cái sân chơi vớ vẩn như vậy. Nó không phải thị trường, nó là con bạc chơi với lại là nhà cái đấy. Quay trở lại là gì, cái trò chơi đấy nó diễn ra có từ đầu năm 2016 rồi, nó rất là nhiều trò, rất là nhiều 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 trò để nó thịt tiền, và tại không hiểu sao nó lại target toàn thị trường Việt Nam thôi. Bởi vì thị trường Việt Nam nó có một cái rất là tuyệt vời ấy, đó là người Việt Nam có cái chỉ số về về liều lĩnh tài chính là nhất ở khu vực Đông Nam Á, và ở khu vực Đông Nam Á thì lại là một trong những khu vực mà chỉ số liều lĩnh về tài chính là nhất thế giới, cho nên là nó target rất chuẩn đấy. Target cực kỳ chuẩn luôn đấy. Cho nên là anh chị em hãy lưu ý điều đấy nhá. Đấy, còn nếu như mà anh chị em nào muốn hỏi sâu hơn cái phần đấy thì có thể đến gặp tôi, đến gặp tôi sẽ chia sẻ sâu hơn đấy. Còn hôm nay chủ đề đêm muộn thì nói vài câu chuyện vui vui tí thôi nhỉ. Anh chị em nào có câu hỏi thì comment tí đi, comment tí. Comment tí còn trao đổi. Ở chào tiệp Việt Nam có nhiều câu hay lắm, có nhiều câu nhưng bản chất là họ chả hiểu gì cả. Liều là liều phải có cơ sở, liều mẹ toàn thằng mù liều thì làm gì chả chết đấy. Liều nó phải có cơ sở, nó phải phân tích, trên cơ sở dưới góc nhìn có kiến thức cả nói, tính toán được hơn thiệt thì lúc đấy người ta mới quyết định. Chứ còn liều thấy người ta làm kiếm được tiền, tưởng là kiếm được tiền lao vào xong đứt xong chết. Đấy, đúng rồi, thứ nhất là lười làm, đúng rồi đấy bạn 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 Hoàng Hoàng Dung, thứ nhất là lười, thứ hai là không chịu tìm hiểu, cái thứ ba ấy là lòng tham vô đáy đấy, may túi ba gang mang đi mà đựng. Tốt nhất là gì, trong thị trường tài chính là tiền của mình là do mình đốt, mình đốt thì ít nhất là mình còn biết cách là đốt nó như thế nào, còn cảm cảm nhận được cái dư vị của mùi khói của nó, xem nó cháy làm sao, kinh nghiệm đốt như thế nào cho chậm, kinh nghiệm đốt như nào cho nhanh đấy, ít nhiều còn học được cái bài học trải nghiệm. Và tốt nhất ấy, trước khi tham gia một cái điều gì đấy nên tìm hiểu kỹ càng, tìm hiểu càng kỹ càng càng tốt đấy. Đúng rồi, hiệu ứng đám đông. Từ từ nhé, các bạn comment từ từ đã. Ôi nó nhiều, bây giờ nó có nhiều, rất nhiều, gọi là rất là nhiều các cái công cụ để vào nó thịt mình. Cho nên là ôi, ai có câu hỏi hay thế nhỉ? Có kiến thức cũng là đánh bạc. Gì này, xin lỗi. Có kiến thức đánh bạc cũng là đầu tư. Không kiến thức đầu tư cũng như đánh bạc. Câu này không đúng ra này. Không đúng ra. Thử hỏi trên trái đất này có bao nhiêu thằng đánh bạc mà thành nghề được đâu. Thử hỏi trên thế giới này có bao nhiêu thằng đánh bạc mà thành nghề được. Câu này nó chưa được đúng. Ok, anh em còn câu hỏi nào khác không? À, hiệu ứng đám đông à? Hiệu ứng đám đông hay còn gọi là hiệu ứng xoắn quẩy. Thấy người khác làm được cứ tưởng là mình làm được. Trong khi đó biết là người khác làm được, bởi vì tại sao, người ta đã đốt nhiều tiền rồi, người ta đi học nhiều nơi rồi. Xong rồi thấy thế phi vào. Có ai bảo là vàng là không tốt đâu. Nhưng mà tại sao có rất nhiều người mất tiền ở trong vàng khi mà mua 47, 48 triệu một lượng. Xong đến tận leo ở trên nóc cây uống chè tận 5, 7 năm nay nó chưa quay trở lại chỗ đấy. Thì những người như vậy nói là gì?
là đầu là mua vàng vật chất cất tủ là không tốt. Đấy. Còn có rất là nhiều người, người ta mua được ở giá thấp, người ta bán ở giá cao được ấy, thì người ta bảo ôi đầu tư vàng cất tủ quá tuyệt vời. Và người ta tiếp tục tìm những điểm người ta mua vào. Đấy, và một số người thấy người ta mua vào cũng nhảy vào mua. Thế là nhảy vào mua thì mua đúng đỉnh, thế là lại lên đấy ngồi uống hoa quả, uống nước chè. Nó câu chuyện nó rất là hay. Ok, anh chị em là còn có câu nào hay nữa không nhỉ? Đêm muộn vẫn còn đông người đấy nhỉ, đông anh em đấy nhỉ. Anh em thức giờ này đang làm gì đấy? Anh em đang thức giờ này đang làm gì? Hôm nay là tối thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ năm rồi, năm sáu bảy, hôm thứ năm rồi. Anh em đang thức giờ này đang làm gì nhỉ? Chia sẻ được không? Hú hú. Điện thoại này sao nó từ từ thế nào? Cuốn nó không nhảy lên đây. Mọi người xem lại cái bài phân tích của tôi ở trên catching.com nhé, catching.com. Trang web đây tôi gõ cái đường link này, tôi catching.com. Phân tích lại, xem lại cái những bài phân tích của tôi như thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Cái bài phân tích của tôi về BTC ngày ngày bao nhiêu đây? Ngày mùng 3 tháng 11. Đây là anh chị em có thể xem cái link này nhé. Anh chị em có thể xem lại cái link này nhé. Hiệp nhé, Lê Tiệp nhé, Tiệp Tiệp xem lại link này nhé. Đây link này này. Đây, link này. Đấy anh chị em xem lại link này. Đấy. Đấy anh chị em xem lại cái lát đã xem lại ở trong link đấy. Thì cái bài phân tích về thị trường cryptocurrency ngày mùng 3 tháng 11 thì tôi có nhận định là BTC nó sẽ cán mức tiếp theo đó là 7.954. 7.954 thì hôm nay nó gần đạt đến đấy rồi đấy. 7.954. Đấy anh chị em xem cái bài phân tích ở lại cái đường link của tôi vào ngày mùng 3 tháng 11. Là tôi có phân tích là BTC sẽ đạt tới cái điểm 7.954. Đấy, cái đấy là cái điểm mà nó sẽ hướng tới khả năng trong trong nay mai. Và đến cái chỗ đó nó sẽ có nhịp điều chỉnh. Đến chỗ đó nó sẽ có nhịp điều chỉnh. Anh em lưu ý vậy nhé. Nếu như ai mà trading ngắn, mua bán ngắn thì đến đấy có thể chốt lãi. Đấy. Đấy, để chúng ta có thể xem lại cái bài phân tích đó. Ok, còn ai có câu hỏi nào không nhỉ? Có ai có thảo luận trao đổi không? Anh em cứ share đi. Cứ share đi khi cuộc đời còn cho phép. Anh em cứ share đi, share đi, share đi, share đi. Cứ share đi khi cuộc đời còn cho phép. Nếu mà bạn nào mà đang giao dịch ở trên thị trường hàng hóa thì cái nhịp tăng này tôi nhận định từ tháng 10 là có nhịp tăng này đến tận đầu tháng 12. Nếu ai đã vào được các vị mã hàng hóa thì hãy giữ lại để đến hết tuần 1 tháng 12 thì mới tính toán đến bài chốt lãi nhé. Anh em hãy giữ lại. Ok. Anh em còn câu hỏi này hay còn có trao đổi gì không nhỉ? Đấy, cái nhịp lên của thị trường hàng hóa là đến tháng 12, hết tuần 1 tháng 12 thì tính. Thì lúc đấy là sẽ cập nhật trên các cái bản tin của tôi trên catching.com. Anh chị em có thể theo dõi qua web catching.com để xem các bài phân tích hàng tuần hoặc là một vài ngày tôi lại có một bài đăng trên đấy. Có thể là bài phân tích viết bằng text, có thể bài phân tích bằng video.
Nếu như anh chị em muốn xem phân tích của tôi bằng video thì hãy tìm ở dưới cái bài post này, dưới cái live stream này có một cái bài có đường link đăng ký cái kênh YouTube của tôi, thì có những cái phân tích bằng video, anh chị em có thể lên đấy để subscribe kênh để theo dõi các bài tin, bài bài phân tích bằng video mới nhất. Hay lắm, nói chung là cái môn này là môn này hay lắm. Đây này, để cho anh em xem lại chỗ này xíu nhé. Đây, cái chỗ này là cái phân tích Bitcoin. Đấy, đây này, chỗ này. Đấy, anh chị em nhìn thấy không nhỉ? 7.945 chỗ này, đấy, chỗ này. Cái bài này, bài phân tích của tôi mà từ từ ngày mùng 3 tháng 11. Đây. Chúng ta xem lại cái bài phân tích mùng 3 tháng 11. Đây bài này, bài phân tích ngày mùng 3 tháng 11 ở trên cachin.com. Đấy, chỗ này này. Đấy, chỗ nó hướng tới đây này. Đấy, trên này anh chị em có thể lên xem các cái bài phân tích ở trên này. Có thể đăng ký vào đây, đăng ký subscribe vào hệ thống này để nhận email khi tôi đăng ký, khi tôi phân tích một bài nào đấy thì hệ thống tự động gửi email cho các bạn. Đấy, còn nếu không mà không thấy email gửi thì vào đây kiểm tra thủ công, vào đây kiểm tra thủ công xem có bài đăng mới không. Đây là trong cái mục phân tích này, đây là mục phân tích này. Đấy, mục phân tích này thì có các bài đăng, có các bài phân tích. Đấy, có các bài phân tích ở trên này này, thì vào đây mà xem này. Đấy, supply vào hệ thống này thì nó sẽ gửi về email vào đấy. Đấy nhá, anh chị em có thể lần mò trong này, đào bới trong này xem có cái gì hay ho thì học. Ok không nhỉ? Đấy, có thể đào bới trong web này xem có lượm được cái gì thì lượm. Đấy, có đọc được cái gì thì đọc. Ok, anh chị em đã nhìn thấy rõ trang web chưa nhỉ? Đã nhìn thấy rõ trang web chưa? Hay là tối mai nhỉ? Tối mai làm cái live stream sớm sớm tí để cho đông người xem nhỉ? Muộn này chỉ được số ít người thức khuya thôi, còn số đông là đi ngủ mất rồi. Nếu anh chị em đồng ý mai tôi live stream từ sớm, hãy comment yes ở dưới được không ạ? Comment yes thì mai sẽ live stream sớm. Mỗi hôm làm một live stream một chủ đề về tài chính. Nếu anh chị đồng ý comment yes để tăng chuyển cho tôi tí năng lượng hào hứng để mai tôi làm. Mỗi hôm một chủ đề. Mỗi hôm chém một chủ đề. Cứ chém thôi, xoạch xoạch xoạch, chúng đâu chúng. Nào, nếu anh chị em hào hứng hãy comment yes. Comment yes, 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 comment yes đi. Mai sẽ có chủ đề hay đấy. À. Nếu hào hứng comment yes để mai chúng ta có thể bắt đầu vào lúc, từ xem lại lịch nha, mai có bận rộn gì không nhỉ? Mai tối thứ năm, ngày hôm nay là thứ năm, thế thì ngày hôm nay nó sẽ là 20 giờ ngày hôm nay nhá, ngày hôm nay 20 giờ ngày hôm nay. Đấy, anh em có hào hứng thì comment nhé. 20 giờ ngày hôm nay thì sẽ có live stream tiếp theo, chủ đề tiếp theo hoàn toàn mới đấy. Ok, cứ comment đi, like, share, tag anh em khác vào đây mà nghe chém gió. Ok. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào 20 giờ ngày hôm nay. Bây giờ là 1 giờ 12 phút giờ Hà Nội. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo vào lúc 20 giờ ngày mùng 9 tháng 11. Ok, còn sáng mai nếu như ai có hứng thú thì lên bờ hồ uống cà phê cùng Biên, uống cà phê vào lúc 6 giờ sáng, ăn sáng rồi uống cà phê ngắm mùa thu Hà Nội, 6 giờ sáng giờ Hà Nội, có nghĩa là sau 5 tiếng nữa bắt đầu xuất phát, 5 tiếng nữa lên Hà Nội uống cà phê ăn sáng, lên bờ hồ nhé. Đấy.
hãy cứ thử tận hưởng đi. Ok, Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào 20 giờ ngày mùng 9 tháng 11 ở một chủ đề tiếp theo. Hãy đón chờ video tiếp theo của tôi. Hãy comment, and share, and tap những người và quan tâm vào đây. Nhớ là tìm cái đường link của kênh YouTube của tôi. Hãy subscribe vào kênh để nhận được các video mới nhất. Và đăng ký vào hệ thống catching.com để nhận được các bài phân tích bằng text trên trang web đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị em một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bye bye.